cuộc sống tối thiểu, và cái mức lương của người đi làm thuê chỉ đủ trang trải những cái nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống thôi, và khó có thể là sung túc và dư dả cho tương lai. Và anh chị nào mình có đang đi phương tiện này không ạ? Anh chị comment giúp em số 1 được không ạ? Và mình có đang hài lòng với cái mức lương hiện tại này hay không? Và thứ hai là làm thuê, làm tư, tức là làm thuê cho chính mình. Thì ở góc này là bạn tự kinh doanh một cái sản phẩm hay là một dịch vụ nào đó cho chính mình, một nhà hàng nè, một xe hủ tiếu nè, một cái quán cà phê nè, hoặc là một công ty mà bạn tự quản lý điều hành trách nhiệm công việc kinh doanh của mình, và có khi là lấy công làm lời nữa. Thì so với góc thứ nhất, bạn có thể là bạn có cái thu nhập cao hơn, nhưng cái rủi ro cũng sẽ cao hơn. Áp lực công việc rất bận rộn và ít cái thời gian dành cho gia đình và bản thân hơn. Rồi, và chúng ta vừa biết đến hai cái phương tiện của cái hai góc bên trái kim tứ đồ. Và có một cái sự thật là 95% người đang ở bên góc bên trái kim tứ đồ này. Và tiếp theo là bên phải kim tứ đồ thì sao? Phương tiện thứ ba là chủ doanh nghiệp, hoặc là bạn có một cái hệ thống đội nhóm làm việc xây dựng hệ thống kinh doanh, nghĩa là mình xây dựng một cái quy trình kinh doanh hoạt động, cho dù bạn có mặt hay là vắng mặt thì bạn vẫn sẽ thì nó vẫn sẽ hoạt động và diễn ra. Em lấy ví dụ như là chủ của một chuỗi cà phê Highland hay là Coffee, hay là KFC, và khi đến những cái cửa hàng này á, anh chị có thấy người chủ hay không? Anh chị có thấy người chủ hay không ạ? Anh chị có comment giúp em biết nhé. Và chắc chắn là người chủ là không hề có mặt tại cửa hàng, nhưng mà hoạt động kinh doanh nó vẫn diễn ra theo cái quy trình có sẵn và tạo ra một cái lợi nhuận rất là đều đặn và bền vững. Và cuối cùng là phương tiện thứ tư. Và cuối cùng là phương tiện thứ tư là nhà đầu tư. Tiền sẽ làm việc cho bạn. Khi có một cái khoản tiền dư bạn mua một cái thứ gì đó để mà tạo ra một cái nguồn thu nhập thì đó gọi là đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến hiện nay giống như là bất động sản, đầu tư tài chính, cổ phiếu, hay là đơn giản nhất là mua nhà cho thuê. Và nếu đầu tư thành công bạn sẽ nhận được một cái khoản tiền, cái thu nhập đều đặn. Và nói cách khác là bạn dùng tiền để tạo ra tiền. Và hai cái góc này thì có 5% người nằm bên phải kim tứ đồ. Và chốt lại, nếu mà mình đang ở cái phương tiện bên trái, bạn phải dùng thời gian để mà đổi lấy tiền. Ngược lại bên phải á, bạn phải dùng tiền đổi thời gian, nhưng mà cái thời gian này nó lại tiếp tục mang thêm tiền cho bạn. Vậy nếu bạn chọn cái phương tiện bên trái, bạn chỉ có tiền hoặc là thời gian. Còn cái phương tiện bên phải á, bạn sẽ có cả hai, tiền và thời gian. Vậy là anh chị sẽ chọn bên nào? Anh chị sẽ chọn bên chặt bên phải bên chặt bên trái hay là bên phải? Anh chị comment giúp em biết nhé. Và nếu bạn chọn hai cái phương tiện bên phải nhưng mà bạn không có cái sẵn cái nguồn vốn để mà đầu tư, thì lựa chọn tốt nhất là đi xây dựng một cái hệ thống kinh doanh là cái phương án mà khả thi nhất. Tóm lại, để mà bạn thực hiện những cái nhu cầu, những cái mục tiêu mà bạn như là tăng thu nhập nè, có nhà mới, có chiếc xe mới, tự do tài chính, con cái được giáo dục tốt, có thời gian cho gia đình, hay là đi du lịch khắp thế giới, giúp đỡ được nhiều người khác, có tài sản thừa kế cho con cái, thì cái phương tiện bạn nên chọn là xây dựng một cái hệ thống kinh doanh. Và cái thu nhập bạn càng cao thì bạn sẽ giải quyết được nhiều nhu cầu hơn, và đạt được nhiều mục tiêu hơn. Cái thu nhập của bạn thấp nhưng mà cái nhu cầu và mục tiêu của bạn cao á, thu hẹp và hạ cái mức nhu cầu xuống, và cái mục tiêu của bạn rất lâu á mới có thể đạt được. Và Robert Kiyosaki á có một câu nói là người giàu với người nghèo á không phải là trong túi có bao nhiêu tiền. Người giàu khác người nghèo ở chỗ là khi bạn ngừng làm việc, bạn có thể tồn tại được bao lâu. Ý ông muốn nói đến ở đây đó là thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Thì thu nhập chủ động á, là mình nghĩ là mình ngừng thu nhập
Thu nhập thụ động là mang tiền đến cho bạn ngay cả khi bạn không làm việc. Và ý cái thu nhập thụ động ở đây á là ý cái thu nhập thụ động ở đây là không phải là không làm mà mình có tiền, mà là trước đó bạn đã nỗ lực một cái thời gian rồi, 3 đến 5 năm xứng đáng rồi, sau đó tiền sẽ tự động tạo ra liên tục cho bạn. Và anh chị có biết là tại sao á, tại sao á lương của một người giám đốc lại cao hơn lương của một người nhân viên không ạ? Bởi vì là người giám đốc là giải quyết được nhiều vấn đề trong công ty hơn, giải quyết được nhiều vấn đề trong các bộ phận trong công ty đưa lên hơn thì sẽ được trả lương cao hơn. Còn nhân viên á thì chỉ giải quyết được một phần thôi, công việc của công ty được chỉ thị đâu á thì mình làm đó, thì được trả lương phù hợp và xứng đáng với cái công việc mà mình được giao thôi. Thì khi mà mình càng giải quyết được cái vấn đề càng nhiều á thì thu nhập của bạn càng cao. Thì quay về cái vấn đề của xã hội, thì những cái vấn đề của xã hội này là gì? Anh chị comment giúp em biết được không ạ? Những cái vấn đề của xã hội này là gì? Và xã hội á có hai cái vấn đề lớn nhất, đó là cái vấn đề về sức khỏe và cái vấn đề về việc làm. Chúng ta chỉ cần đi giải quyết hai cái vấn đề này thôi thì chúng ta giải quyết được cả cái xã hội. Và giải quyết được cả xã hội á, thì thu nhập mình có nhiều không ạ? Rồi. Và hôm nay á, em sẽ giúp cho các anh chị giải quyết được cái vấn đề việc làm trước trong cái phần chia sẻ của em. Và cái vấn đề sức khỏe cho bản thân mình. Và giúp cho nhiều người có được sức khỏe thì sẽ được giải quyết ở cái phần tiếp theo sau cái phần chia sẻ của em. Rồi. Kéo xuống. Like giúp em ở dưới nha. Dạ rồi. Có phải cho em hỏi là cho em hỏi là hàng ngày á anh chị cũng phải là sử dụng những cái sản phẩm hàng ngày như là thịt cá trứng sữa, những cái sản phẩm tiêu dùng hàng tháng, như là dầu gội đầu, kem đánh răng, rửa mặt, rửa chén, giặt giũ, phải không ạ? Những cái sản phẩm hàng năm như là tivi, xe, lò vi sóng, máy lạnh, điện thoại, phải không ạ? Và những cái nhu cầu này á, thì tùy theo từng gia đình. Gia đình nào á, có thu nhập thấp thì tiêu dùng 50k một ngày, một tháng 1,5 triệu. Gia đình nào có thu nhập trung bình á, thì tiêu dùng 100k một ngày, một tháng 1,5 triệu. Gia đình nào có thu nhập khá thì 200k một ngày, một tháng là một tháng là 6 triệu. Và em lấy ví dụ của một gia đình trung bình thôi, 3 triệu một tháng, và em lấy trung bình là anh chị có 6 năm trong cái cuộc đời này, thì mình nhân lên giúp em được không ạ? 3 triệu một tháng, một năm là 36 triệu, mình nhân lên cho 6 năm thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Có phải là bằng một con số nó rất là lớn? Có phải là mình đang chi tiền tiêu dùng tương đương bằng một căn nhà hoặc là một gia tài, phải không ạ? Và những cái nhu cầu này á, những cái sản phẩm mà anh chị tiêu dùng á, đằng nào thì mình cũng tiêu dùng, đằng nào mình cũng phải chi, nhưng mà dùng xong thì bỏ đi, và không có đem lại cái lợi ích gì cho mình á, thì nó gọi là chi phí, là chi nhiều quá thì sẽ cảm thấy phí. Và hôm nay á, em muốn giúp cho các anh chị tìm hiểu một cái dự án là tiêu dùng thông minh, và giúp cho các anh chị là người tiêu dùng thông minh, mà sang thành nhà tiêu dùng, người từ người tiêu dùng mà sang nhà tiêu dùng, và biến những thứ bỏ đi trong gia đình của mình nó thành cái vốn khởi nghiệp cho các anh chị. Thì tại sao á ngày hôm nay á em giới thiệu cho các anh chị một cái dự án là tiêu dùng thông minh mà không phải là một cái dự án ABC nào đó. Thì theo em được biết á, là cái thị trường tiêu dùng á, là cái thị trường có doanh số lớn nhất Việt Nam hiện tại. Tại sao các tập đoàn lớn, các công ty lớn hiện nay á luôn tập trung vào cái thị trường tiêu dùng này rất là nhiều? Đây là cái thị trường mà đa dạng sản phẩm tiêu dùng mà người nào cũng có 100% nhu cầu sử dụng, với khả năng là mình tái sử dụng liên tục nè, rồi mình xài hết rồi thì mình mua tiếp nè, và quan trọng nhất á là mình không phải lo về rủi ro thị trường hay là khủng hoảng thị trường. Nhất là cái mùa Covid này á, rất là nhiều ngành, nhiều thị trường đang bị điêu đứng, trì hoãn,
Thì riêng cái thị trường ngành tiêu dùng này á, dù có Covid hay không, những cái sản phẩm tiêu dùng anh chị vẫn phải sử dụng, anh chị vẫn phải thức dậy, vẫn phải đánh răng, vẫn mặc đồ và ăn sáng phải không ạ? Và anh chị có để ý cái đợt dịch này á, là vào siêu thị là gần như là mình hết sạch sản phẩm phải không ạ? Gần như là hết sạch sản phẩm. Và có thể nói là về góc độ thị trường tiêu dùng á, là vượt qua tất cả mọi cuộc khủng hoảng luôn. Và khi mà mình biết cái thị trường này tiềm năng rồi á, thì cái đối tác để mà mình chọn cung cấp những cái sản phẩm này đến thị trường là ai? Những cái tiêu chí nào mà để lựa chọn một cái đối tác mà ai cũng có thể hợp tác được. Và cái bây giờ á, cái mùa Covid này á các anh chị, mình đến Vingroup hay là mình đến Bixi, anh chị nói cho tôi hợp tác cung cấp những cái sản phẩm trong siêu thị này được có được không ạ? Có được không các anh chị? Mình có đến hợp tác được hay không? Hay là mình chỉ đến để mua những cái sản phẩm ở đó thôi? Và có thể là hợp tác được nha, nhưng mà các anh chị phải có một cái khoản tiền lớn để mua chuyển nhượng và mở ra một cái chi nhánh, một cái cửa hàng giống vậy. Và cái cơ hội hợp tác này dành cho ai? Dành cho những người giàu mà có sẵn cái nguồn vốn nó rất là lớn. Và những cái người á không có vốn thì sao? Vốn ít thì sao các anh chị? Và ở đây á, em chọn Amway là đối tác phù hợp cho tất cả mọi người có được cái cơ hội hợp tác là như nhau. Tại sao á, Amway lại phù hợp? Thì đây, Amway á, là một cái tập đoàn kinh doanh network marketing số 1 trên toàn thế giới. Và hiện nay Amway đã chuyển sang cái hình thức là thương mại điện tử. Và Amway là kinh doanh 10.000 sản phẩm, tất cả mặt hàng về nhu yếu phẩm. Và ở Amway á, thì có sẵn nhà máy sản xuất tại Bình Dương, có kho bãi vận chuyển, thanh toán hàng hóa, cửa hàng siêu thị mua sắm, trung tâm phân phối cùng 14 chi nhánh trên khắp cả nước Việt Nam. Và có cái đội ngũ nghiên cứu sản phẩm và từng sản phẩm luôn được kiểm nghiệm rất là chặt chẽ, và mỗi sản phẩm đều có cái bằng sáng chế. Và có cái sẵn cái nguồn nhân viên và hệ thống quản lý, cái quy tắc điều hành và cái kế hoạch trả thưởng công bằng cho tất cả đối tác với Amway. Mình đến với Amway là mình không phải là người làm cho Amway mà mình là đối tác với Amway. Và cái hình bên bên trái đây các anh chị, cái hình bên trái đây là cái mô hình mà khi mình đến với Amway, mình hợp tác với Amway, mình chỉ cần là thay đổi tiêu dùng, thay đổi chi phí trong cái gia đình của mình, thay vì mình mua những cái sản phẩm ở tạp hóa này, ở siêu thị bên ngoài này, thì mình dồn về chuyển sang mua sản phẩm ở một nơi đó là siêu thị Amway. Và chúng ta dùng cái sản phẩm tốt, chúng ta hiểu, chúng ta đi chia sẻ, chỉ cần đi chia sẻ cái kết quả chúng ta sử dụng sản phẩm cho những người xung quanh thôi, những người bạn bè, và mình chia sẻ cái cơ hội ở cái giải pháp tiêu dùng thông minh này cho nhiều người á, để cùng chúng ta phát triển á, thì đó thì từ đó chúng ta xây dựng một cái hệ thống tiêu dùng thông minh. Và ở đây á, các anh chị, mình có hai cái loại thẻ. Thẻ màu cam là cái thẻ nhà phân phối, thẻ màu xanh là cái thẻ khách hàng. Đăng ký thẻ khách hàng mình chỉ cần hai mã chứng minh nhân dân với lại số điện thoại thôi. Còn cái thẻ nhà phân phối á, mình chỉ cần thêm thêm cho em là số tài khoản ngân hàng nữa là được. Và cái thẻ này á, mình có thể mở bất kỳ đâu trên trang web của Amway và hoàn toàn là miễn phí. Và khi mình hợp tác với Amway á, thì mình sẽ không ký quỹ, không buộc mua hàng, không cần kinh nghiệm, không cần thuê mặt bằng hay là nhân viên, đặc biệt là không ràng buộc và thời gian, nói chung là không rủi ro đó. Và cái công việc của mình thì như thế nào ạ? Cái công việc của mình đó thì mình chỉ dùng thời gian rảnh rỗi để mà mình chăm sóc từ 10 đến 20 người tiêu dùng thôi, và xây dựng một cái hệ thống nó gồm nhà phân phối, và người tiêu dùng. Thì ở đây á, thì ở cái thị trường Việt Nam, ở Việt Nam mình nó là có 30 triệu hộ gia đình á, thì mình chỉ cần 20 hộ trong 30 triệu hộ gia đình Việt Nam ký thẻ thôi. Họ mở thẻ tiêu dùng, họ sử dụng sản phẩm và tái sử dụng sản phẩm hàng tháng. Họ đăng ký làm nhà phân phối kinh doanh với mình.
Thôi thì thu nhập của mình sẽ tùy thuộc vào cái hệ thống kinh doanh mà bạn tạo ra dựa trên công sức và nỗ lực của bạn. Dựa trên công sức và nỗ lực của bạn. Và cái hệ thống của bạn càng lớn, bạn nỗ lực càng nhiều thì bạn sẽ nhận lại được cái kết quả xứng đáng. Và cái kết quả này á, thì nó thu nhập á, không giới hạn, tưởng thưởng và du lịch thế giới miễn phí, có thể là chuyển nhượng cái sự nghiệp kinh doanh này cho đời con và đời cháu của mình. Và xuống slide tiếp theo giúp em nhé. Rồi giúp. Dạ. Vậy thì tiền ở đâu mà anh quay trả cho các anh chị? Thu nhập của mình có từ đâu? Anh chị có thắc mắc điều này không ạ? Anh chị có thắc mắc tiền đâu mà anh quay trả mình không ạ? Ở cái kinh doanh truyền thống đó các anh chị, thì đây một cái sản phẩm mà khi sản xuất ra đến tay người tiêu dùng á, thì phải trải qua những cái khâu quy trình từ nhà sản xuất đến tổng đại lý, đến đại lý khu vực, rồi bán buôn, rồi bán lẻ, rồi mới đến cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Chi phí để sản xuất ra một cái sản phẩm mất từ nhà tiêu dùng, chi phí để sản xuất ra một cái sản phẩm mà từ nhà tiêu thụ, nhà sản xuất đó, mà và thông qua các khâu trung gian gồm chi phí vận chuyển này, chi phí marketing này, báo chí là truyền hình này, qua rất là nhiều khâu thì chi phí rất là lớn. Khi đến tay người tiêu dùng á, thì sản phẩm được đội giá thành lên rất là nhiều luôn. Em lấy ví dụ là một cái chai nước suối, giá từ nhà sản xuất nó chỉ có khoảng là 1-2 ngàn thôi, nhưng mà khi đến tay người tiêu dùng á, mình mua cái sản phẩm nó có, mình mua tại tạp hóa thì nó có giá là 5 ngàn một chai. Có khi là mình mua tại khách sạn, nhà hàng 5 sao á, thì nó có giá là 30 ngàn một chai. Cao hơn nữa là mình mua tại sân bay á, cao hơn nữa cùng lắm là 50 ngàn một chai. Và cũng cái chai nước suối đó, cũng cái thương hiệu đó, nhưng mà cái phí vận chuyển nó khác. Cái người nhập về bán khác nhau, cái quảng cáo cũng khác nhau, thì giá cả nó cũng khác nhau. Và chính cái người tiêu dùng á, phải là cái người chịu thiệt, chịu tất cả và trả cái các chi phí marketing và vận chuyển này. Và nhưng mà ngày hôm nay á, khi mà các anh chị thay đổi và trở thành nhà tiêu dùng thông minh với anh Quay á, thì chúng ta sẽ được mua sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất của anh Quay. Anh Quay sẽ cắt bỏ những cái khâu trung gian và thông qua một kênh duy nhất, đó chính là anh chị. Thay vì những cái chi phí được trả cho những cái khâu trung gian báo chí và truyền hình marketing đó, thì sẽ trả cho người tiêu dùng và người giới thiệu là các anh chị thì tốt hơn. Anh chị có đồng ý với em không ạ? Rồi, đúng rồi, anh Quay là cái mô hình hiện đại, và anh Quay là đi trước xu hướng luôn ạ. Và chính anh chị sẽ là cái người mà sử dụng sản phẩm, rồi chia sẻ, rồi hướng dẫn, rồi quảng bá marketing sản phẩm và cơ hội kinh doanh cho những cái người xung quanh đó biết đến Amway, và mình sẽ mở thẻ Amway cho họ. Qua đó chúng ta vừa có cái nguồn thu nhập và vừa mua được cái sản phẩm chất lượng nè. Quan trọng là cái sản phẩm bảo vệ môi trường giá tốt, mà lại chính là từ nhà sản xuất nữa. Rồi xuống slide tiếp theo giúp em nha. Rồi. Rồi cái cách trả thưởng thì sao ạ? Điều em thích nhất ở Amway đó là kinh doanh Amway là không buộc các anh chị phải năng động doanh số. Có doanh số bao nhiêu á, thì mình hưởng bấy nhiêu. Ở đây á, khi mà mình là người tiêu dùng thôi, mình đã có thu nhập nhanh là tiền hoa hồng CSI 10% rồi. Và khi bán lẻ cho khách hàng á, mà mình không đến siêu thị mua mà mình phải thông qua nhà phân phối là anh chị á, thì mình có thêm 15% là tiền bán lẻ nữa. Và còn cái thu nhập thành tích nhóm á, thì sao? Cái công việc này á, không phải là mình làm một mình đó anh chị, mà mình làm việc cùng đội nhóm. Và hệ thống các anh chị càng nhiều nhà phân phối, thành tích tích lũy doanh số của cả nhóm anh chị á, sẽ từ là 3%, 6, 9, 12, 15, 18, 21%. Và ở Amway quy định là cứ 25.200 đồng là một BV. Thì 200 BV là 3%. Liên tục 10.000 BV là 21%. Và cách tính hoa hồng thì sao ạ?
Khi mà các anh chị tích lụy đủ 200 PV thì mình nằm ở mức 3%, thì 200 PV mình nhân lên cho 3% cộng cho 7% tiền CSI nhân lên cho 25.200 nữa thì mình được 504.000. 600 PV thì mình nằm ở mức 6% cộng cho 4% tiền CSI nhân lên cho 25.200 đồng thì mình được 1.500.000. 1.200 PV nằm ở mức 9% cộng cho 1% tiền CSI nữa thì mình được 3 triệu. 2.400 PV tương đương với doanh số là 60 triệu nhân lên 12% ấy, mình được là 7.600.000. Và 4.000 PV thì mình tương đương là doanh số 100 triệu mình nhân lên là 15% thì hoa hồng là 9.300.000. 7.000 PV thì hoa hồng là 15 triệu. 10.000 PV thì hoa hồng mình được 25 triệu cho đến 35 triệu một tháng. À rồi, giúp giúp Thúy xuống slide tiếp theo nha. Dạ. Và cái kế hoạch trả thưởng này rất là công bằng. Kế hoạch trả thưởng này rất là công bằng à. À và ví dụ đây. Rồi. Ví dụ đây là người A. Người A đạt 10.000 PV là silver, thu nhập cao nhất là 25 đến 35 triệu. Nhưng mà người A giới thiệu người B. Người B này là giúp cho ba người thu nhập 25 đến 35 triệu một tháng, thì lúc này người B là emerald, thu nhập là 70 cho đến 100 triệu. Nhưng mà người B lại cho ra người bạn. Người bạn này có thể là chính bạn. Bạn đang nghe OBB đây. Mà người bạn này á, thì giỏi hơn, nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, giúp cho 6 người thành công thì bạn lại sẽ là đài mình thu nhập là 100 đến 150 triệu. Thì đây cái thu nhập á, sẽ nó sẽ là đúng rồi, sự nghiệp công bằng. À thì đây á, cái nguồn thu nhập nó sẽ không giới hạn. Bạn nỗ lực càng nhiều, bạn chăm chỉ thì bạn sẽ nhận lại được kết quả và thu nhập xứng đáng, có thể lên tới 1 tỷ một tháng hoặc là hơn nữa. Và không chỉ là cái thu nhập được nhận hàng tháng thôi, mà còn có những cái khoản tiền thưởng thêm hàng năm nè. À mà còn có những khoản thưởng thêm hàng năm vô cùng xứng đáng với cái công sức và sự cố gắng của bạn. À, và sẽ có một cái kế hoạch làm việc để giúp cho các anh chị đạt được cái thu nhập mong muốn đầu tiên. Mình xuống slide tiếp theo giúp em luôn ạ. Slide tiếp theo luôn ạ. Đầu tiên đó là cái mức emerald mong muốn cho anh chị đạt được mức này tiên. Thì đây anh chị chuyển cái vòng tiên của mình, đó là 20 khách hàng trung thành và 3 nhánh, 3 người cùng làm thử. Và cái kinh doanh này là làm việc đội nhóm và cùng nhau hỗ trợ. Và cái kinh doanh này là kinh doanh sao chép và nhân bản, và giúp cho cái nhánh của mình phát triển theo chiều sâu bền vững nhất. Và đây hai cái tam giác này á, sẽ giúp cho các anh chị dễ làm trong cái công việc kinh doanh này. Chỉ cần sao chép và làm đúng quy trình này. Tam giác thứ nhất á, là kênh mạng xã hội Facebook, cũng có thể là TikTok, YouTube, để mà xây dựng một cái nhân hiệu, cái thương hiệu riêng cho cái bản thân mình, thu hút cái cộng đồng quý mến hợp tác với mình, và khách hàng nó sẽ biết đến mình và tự tìm đến mình là từ những cái kênh mạng xã hội này. Và đỉnh thứ hai á, là học viện Rosemer sẽ giúp cho các anh chị định hướng được cái bản thân mình, xây dựng thương hiệu như nào. Và đỉnh thứ ba á, là đối tác Amway, đối tác cung cấp sản phẩm chất lượng, tất cả mọi thứ lưu thông hàng hóa vận chuyển đến khách hàng. Và có thêm một cái tam giác nhỏ của học viện Rosemer nữa. Thứ nhất là OBB, là cái buổi ngày hôm nay anh chị được nghe. OBB có nghĩa là định hướng nghề nghiệp, là kế hoạch cơ hội kinh doanh giúp anh chị xác định rõ cái sự nghiệp của mình. Và sau đó là xác định rõ rồi, anh chị bước sang cái đỉnh tiếp theo, đó là BTC. BTC là Basic Training Course, là khóa huấn luyện đào tạo cơ bản. Trong cái khóa huấn luyện này giúp cho các anh chị nắm được cái quy trình thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách là tự động hóa. Từ đặt mục tiêu đến chuẩn bị danh sách khách hàng, từ đặt mục tiêu đến chuẩn bị danh sách khách hàng, đến đặt hẹn khách hàng như thế nào. Và offline thì mình hẹn khách ra sao, online thì hẹn khách như thế nào. Rồi sau mà mình đặt hẹn rồi mình làm action, thì ở đây có nghĩa là mình minh họa sản phẩm với khách hàng, sau đó mình phân loại khách hàng, sau đây á xác định đây là cái khách hàng á, là khách hàng tiềm năng hay là cái người sẽ kinh doanh với mình.
mình xác định cái người này là khách hàng thì mình sẽ chăm sóc họ, cái người này là nhà phân phối thì mình sẽ đồng hành với họ và cái phát triển kinh doanh này, và cuối cùng á là cùng họ đi hội nghị học tập, có thể là vừa trong nước, có thể là vừa ngoài nước, bên là team mà gắn đồng đội qua cái hội nghị gia đình, cùng nhau nấu ăn nè, cùng nhau đi du lịch. Và đó cũng là cái đỉnh cuối cùng trong tam giác này, đó là LLC và hội nghị. Đoàn đội gắn kết và phát triển nhất là từ đây, từ cái LLC và hội nghị mà ra. Và may mắn cho các anh chị sắp tới đây rồi Summer cũng sắp tổ chức một cái buổi BTC là vào tháng 9 này. Chỉ cần anh chị đăng ký một lần thôi, mình sẽ có 6 khóa. Một năm thì sẽ có 12 tháng. Cứ 2 tháng như vậy thì mình sẽ diễn ra một khóa. Và cái lớp này mong muốn cho các anh chị là mình đi đúng hướng hơn, mình thành công nhanh hơn. Và kinh doanh này là cái kinh doanh sao chép. Cái kinh doanh này là cái kinh doanh mà vừa học vừa làm. Học đến đâu thì mình làm, thì học tới đâu á, mình phát triển đến đó. Mình học càng nhiều mình phát triển càng nhanh. Học rồi á thì mình sao chép cái quy trình này của các anh chị đã thành công trong kinh doanh này rồi, thì các anh chị cũng sẽ rút ngắn cái thời gian thành công của mình, nó đến nhanh hơn. Và mong muốn á, là thấy các anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay đăng ký vào cái khóa BTC này nhé. Anh chị có mong muốn là mình đăng ký liền cái khóa BTC này không ạ? Anh chị comment giúp em biết nhé. Và chúng ta sẽ liên hệ cái người mà mời các anh chị vào Zoom để mà chia sẻ cái đường link đăng ký. Dạ rồi, mình sẽ liên hệ với cái người mà mời mời các anh chị vào nha, để gửi cái đường link các anh chị đăng ký rất là nhanh luôn. Và sắp tới là đầu tháng 9 là mình sẽ diễn ra rồi. Và cuối cùng em muốn nói một chút về đối tác cung cấp sản phẩm là Amway, một cái tập đoàn uy tín hơn 60 năm rồi. Amway thì được thành lập vào một năm 1959 và có trụ sở tại Adams, Michigan, Hoa Kỳ. Amway là đầu tiên là cha đẻ, là đầu tiên là cha đẻ của cái ngành bán hàng trực tiếp trên thế giới, là được thành lập bởi hai doanh nhân người Mỹ là ông Jay Vaynerchuk và ông Dick Roth. Amway có ba trang trại, nông trại hữu cơ và tự trồng, tự cung, tự cấp, tự kiểm nghiệm nguồn nguyên liệu chất lượng nhất để sản xuất ra những cái sản phẩm mà chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Và Amway đã phát triển có mặt trên 109 quốc gia và các vùng lãnh thổ, và có hơn là 750 trung tâm trải nghiệm, cửa hàng, siêu thị, trung tâm phân phối trên toàn cầu và Amway vào Việt Nam vào năm 2008. Và hiện nay Amway được 13 năm rồi ạ. Và khi đến Amway á, Amway được đích thân chủ tịch Nguyễn Minh Chiết tiếp đón chủ tịch tập đoàn Amway. Bởi vì là khi khi biết cái tập đoàn này vào Việt Nam thì sẽ thay đổi và giúp được cho nhiều người có được cái công việc tốt hơn và thay đổi được cái cuộc sống mà của nhiều người dân Việt Nam, và thay đổi được cái sản phẩm tiêu dùng tốt và ở Việt Nam. Và hiện ở Việt Nam thì Amway đã chi triệu đô để mà xây dựng cái nhà máy tại Bình Dương và có 14 chi nhánh cửa hàng siêu thị, trung tâm phân phối trên khắp cả nước rồi. Và chúng ta là vừa tìm hiểu xong về cái dự án Rosumer, đã biết được cái kế hoạch dự án tiêu dùng thông minh và cái thị trường tiêu dùng rất là tiềm năng, một cái dự án mà ai cũng có thể thực hiện được. Những người cần sản phẩm Amway là muôn nơi, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sản phẩm, cái chất lượng cao, an toàn môi trường mà giá hợp lý nữa. Bất kỳ ai cũng muốn có được một cái cơ hội là thay đổi cuộc sống, bất kỳ ai là cũng muốn tiêu dùng thông minh nè. Vậy cái cơ hội này có tiềm năng không ạ? Anh chị comment giúp em biết nhé, cái cơ hội này có tiềm năng không, có lớn không? Sản phẩm thì nhiều, thị trường thì muôn nơi, cơ hội thì tiềm năng. Và dự án này có khả thi không các anh chị? Có khả thi hay không? Vậy thì để giải quyết cho tất cả những câu hỏi trong đầu các anh chị thì thay vì mình dùng cả đời để nghi ngờ thì mình hãy dùng một cái thời gian để mà mình tìm hiểu. Biết đâu nó sẽ là cái cơ hội thay đổi cuộc đời các anh chị, đặc biệt là cái mùa Covid này anh chị. Alo.
Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, và em xin nhường lại mic cho MC chị Hoa nha. Chị Hoa ơi, À, cảm ơn Thúy rất nhiều. À, chúng ta vừa được nghe Thúy chia sẻ về cái tiêu dùng thông minh, một người rất có kinh nghiệm trong việc tiêu dùng của mình, và qua đó thì cũng giúp cho chúng ta hiểu hơn về thế nào là tiêu dùng thông minh, đúng không ạ? Và tiếp theo thì sẽ là một bạn trẻ khác sẽ chia sẻ cho mọi người biết lý do tại sao mà bạn ấy lại chọn sản phẩm Amway là một trong những cái tiêu dùng thông minh của bạn đó. Và đây cũng là một sản phẩm mà bạn sản phẩm chủ lực của bạn á, bạn luôn có trong ngôi nhà. Và bạn ấy không ai khác chính là bạn Nguyễn Minh Diệu, sống tại Bình Dương. Ngoài cái công việc hiện tại của bạn là công nhân bảo trì máy móc thì bạn còn đạt được danh hiệu là 9% trong công việc kinh doanh, trong công việc mà kinh doanh Amway của mình. À, xin mời bạn Nguyễn Minh Diệu ạ. Alo. Alo. Bạn Diệu ơi, bạn bật mic với lại bật camera lên đi ạ. Alo. Rồi, xin chào bạn, xin mời bạn. À, lãnh đạo Bình ơi, chia sẻ mic cho bạn Minh Diệu đi ạ. Dạ, Bạn dạ nghe alo. bạn đi. Chị nghe À, chưa được ạ? rồi đấy, được rồi, được rồi, em nói đi. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào MC Huỳnh Hoa xinh đẹp ạ. À. Dạ Em thì chào em. em xin chào đến ban tổ chức và tất cả mọi người có mặt trong phòng Zoom buổi OBB Bội Tăng vào sáng hôm nay ạ. À. Dạ em xin tự giới thiệu lại, em tên là Nguyễn Minh Diệu, hiện tại em đang ở Bình Dương. Dạ thì cho mạn phép em xưng với mọi người, em với mọi người để cho cái việc em chia sẻ cho nó tiện ạ. À. Dạ thì hôm nay thì em rất vui vì được ban tổ chức cho em một ít thời gian quý báu để em chia sẻ một cái sản phẩm là không thể thiếu trong cái mùa dịch này. Dạ thì mọi người cũng biết thì tình hình dịch hiện nay thì nó đang diễn biến rất là phức tạp. Thì quan trọng nhất là mình giữ cái sức khỏe của mình và mình ăn uống điều độ. Thì mình có thể bổ sung từ các loại thực phẩm, nhưng mà mình cũng không có thể thiếu và bỏ qua một cái, đó là một cái sản phẩm, đó là trong cái mùa dịch này là vitamin C ạ. À. Thì hôm nay em sẽ xin chia sẻ cho mọi người một cái sản phẩm của công ty Amway và nhãn hiệu Dura là thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioCellus ạ. À. Dạ và em nhờ ban tổ chức chia sẻ cho em cái slide để em chia sẻ. Xin mời ban tổ chức có thể chia sẻ slide cho bạn Minh Diệu đi ạ. Rồi. Dạ. Chưa được bạn ơi. Dạ. Rồi, Dạ mời mọi người. bạn Minh Diệu bắt đầu. Dạ, em cảm ơn chị. Còn mọi người thấy cái hình ảnh trên màn hình ạ. À? Thấy rồi em. Dạ thì cái đây là một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioCellus và nó là gọi là vitamin C. Dạ thì nó là một gọi gọi là một vitamin C tự nhiên, nó tiết chế từ những cái